Còn một điều nữa mà tôi cũng bất ngờ, đáng lẽ ra là không cần thiết, nhưng mà không ngờ cái xe này nó lại được trang bị, đấy là cái vô lăng trợ lực điện các bạn ạ. Xin chào quý vị và các bạn. Một chiếc xe có lẽ đã rất quen thuộc với chúng ta, chiếc xe tải cỡ nhỏ Super Carry. Nhưng bây giờ nó đã nâng cấp lên phiên bản mới. Tôi nhớ trước đây thì một người họ hàng nhà tôi có làm nghề kinh doanh và sở hữu đến hơn chục đầu cái xe tải này, và nó rất là thân thiện với những cái người kinh doanh vận tải. Thế thì ngày hôm nay nó đã lên phiên bản mới Super Carry Pro với kích thước rộng hơn, nhiều trang bị tiên tiến hơn và tải trọng cũng tốt hơn. Và với mức giá đang được Việt Nam Suzuki bán rất là hợp lý, chỉ 299 triệu 500 nghìn đồng. Tôi nghĩ rằng với những ai mà kinh doanh và thường phải chở hàng, thậm chí có thể chở được hai người rất rộng rãi ở bên trong, thì cái xe Super Carry Pro này là một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc trong phân khúc của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem phiên bản Pro, phiên bản nâng cấp 2020 này nó sẽ có những cải tiến gì đem đến cho các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Suzuki Super Carry Pro 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. So với đời trước, Super Carry Pro 2020 vẫn giữ lại kiểu dáng thiết kế chuẩn mực của xe tải nhỏ, nhưng mọi chi tiết đã được cải tiến để vừa nâng cao khả năng chở hàng, vừa cải thiện sự thoải mái cho lái xe cũng như hành khách ngồi kế bên. Trước tiên về mặt tổng quan thì các bạn sẽ thấy là chiếc Super Carry Pro phiên bản mới này nó sẽ được cải thiện rất nhiều về kích thước. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đầu xe to hơn hẳn so với phiên bản cũ, rộng hơn, to hơn, và cái phần cản trước nó cũng được nâng cao hơn, giúp chúng ta có thể tiếp cận những cái góc cao mà không bị va chạm. Kết hợp với việc cái trục cơ sở nó đã làm ngắn lại một chút, cho nên cái việc mà góc tới với góc thoát khi mà chúng ta đi vào những cái địa hình khó hay là lên dốc xuống dốc, chúng ta cũng sẽ không bị cạ gầm và cái việc di chuyển nó cũng sẽ dễ hơn. Phần đầu xe Super Carry Pro 2020 được thiết kế vuông vức hơn với cụm đèn pha to bản và tấm cản trước được đặt cách mặt đất 335mm nhằm giảm nguy cơ cạ gầm. Với thiết kế tối ưu như vậy, chiếc xe tải nhỏ của Suzuki có thể thoải mái đi đến mọi nơi, vượt qua nhiều kiểu địa hình khác nhau. Chiếc Super Carry Pro đời mới còn được bổ sung một vài điểm nhấn ở phần đầu xe, ví dụ như mặt ca lăng sơn đen. Đây là chi tiết khiến chiếc xe đẹp hơn và hiện đại hơn. Cái phần thùng xe của phiên bản mới này thì cũng đã được hạ thấp một chút, nay chỉ có cách mặt đất khoảng 750mm thôi, cho nên là cái việc mà chúng ta bê đồ lên nó sẽ rất là dễ dàng và nó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những cái người bê hàng. Không chỉ có vậy mà cái thùng xe nó còn mở được cả ba phía nhá. Bên này là một, có thể mở từ đây ra và mở cả bên kia, và có rất nhiều những cái điểm để chúng ta có thể buộc hàng, lên tới 22 điểm, giúp chúng ta buộc những cái hàng hóa ở bên trong nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và việc mở cả ba hướng như thế này nó cũng sẽ tiện hơn khi các bạn có thể đỗ xe bên trái, bên phải, hoặc bất kể lên đồ ở góc nào cũng sẽ rất là thuận tiện. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được bổ sung thêm cái thanh trụ, một cái khung để ngăn cái việc hàng hóa nó xô vào trong cabin, và cũng chính cái khu vực này nó giúp chúng ta buộc hàng hóa nó được vững chắc hơn. Ngoài ra thì không chỉ có riêng cái thùng hàng kiểu như thế này, còn rất nhiều các loại thùng hàng kiểu khác nữa mà các bạn có thể tùy chọn và tùy từng mức giá. Và với cái thùng hàng rộng như thế này thì tổng trọng lượng có thể chở được bao gồm cả hai người ngồi trên xe lên đến 940 cân, gần 1 tấn. Rõ ràng đây là một con số rất đáng để nói khi mà các bạn chở được nhiều hàng hơn trên vẫn một chiếc xe kiểu như vậy, vẫn tiết kiệm như vậy. Về mặt hiệu năng rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều. Suzuki Super Carry Pro 2020 có chiều dài tổng thể 4.195mm, chiều rộng không tính gương đạt mức 1.765mm, chiều cao 1.910mm và chiều dài cơ sở 2.205mm.
Suzuki Super Carry Pro 2020 bản tiêu chuẩn có thùng xe dài 2.375mm, rộng 1.660mm và cao 335mm. Khách hàng có thể chọn các kiểu thùng lớn hơn. Suzuki Super Carry Pro 2020 có tải trọng 940kg tính cả tài xế và phụ xe, hoặc 750kg nếu chỉ tính tải trọng của thùng hàng. Bên cạnh đó, xe có bán kính quay đầu chỉ 4,4m, bán kính quay đầu tối ưu cộng với chiều dài cơ sở ngắn, cho phép xe linh động hơn trong những cung đường nhỏ hẹp. Chiếc Super Carry phiên bản Pro được trang bị cái bộ lốp kích thước mâm lốp rất là hợp lý. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chúng ta có một cái thùng hàng có thể chở rất nặng, cho nên cái mâm lốp size vừa như thế này nó sẽ giúp tăng cái moment xoắn và cái lực kéo cho chiếc xe nó sẽ tốt hơn là chúng ta trang bị cái lốp nó quá to. Lúc này nếu mà lốp quá to thì chúng ta đề pa, chúng ta đi leo vào những cái khu vực khó nó sẽ bị nặng hơn. Tiếp theo là với cái kích thước của bốn lốp là cùng một size, cho nên chúng ta sẽ tiết kiệm được cái vị trí để cất cái lốp dự phòng, sẽ không chiếm quá nhiều diện tích và cũng đỡ được cái tải trọng, sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn, tiết kiệm không gian hơn, lại thêm một điểm ưu việt cho cái bộ lốp này mà không thể không nhắc tới được. Và khi nhắc đến lốp thì không thể không nhắc đến cái hệ thống treo mới của chiếc xe này, đó là hệ thống càng chữ L kết nối với lò xo ở dạng MacPherson. Nó sẽ giúp cái xe êm ái hơn. Đằng sau thì nó có nhíp, nó sẽ giúp tải trọng nó được tốt hơn và vững chắc hơn. Và với cái kiểu kết cấu ở đằng trước như thế này thì xe sẽ chỉ có bán kính quay đầu 4,4m thôi, có nghĩa là cực kỳ linh hoạt, ngay kể cả ở trong những con phố chật hẹp. Bạn mua một chiếc xe này, bạn có một cái cửa hàng gì đó ở trong một con ngõ nhỏ chẳng hạn, bạn vẫn có thể luồn lách vào. Ô, thật là thú vị. Hệ thống treo cũng là nâng cấp đáng giá của Suzuki Super Carry Pro. Hệ thống treo trước vẫn duy trì kết cấu tay đòn dưới và lò xo ống lồng MacPherson nhưng đã được cải tiến. Hệ thống treo sau cũng được nâng cấp với 5 lá nhíp dày dặn và đàn hồi tốt hơn. Các thanh giảm chấn cũng được thay bằng loại lớn hơn. Bánh xe của Super Carry Pro vẫn giữ nguyên kết cấu thép với đường kính 13 inch nhỏ gọn, đảm bảo thành lốp dày để tránh hỏng lốp khi đi đường xấu. Các bánh xe nhỏ sẽ tận dụng công suất động cơ tốt hơn ở tua vòng thấp khi xe di chuyển trong đô thị, tạo ra độ vọt khi vượt qua địa hình xấu. Một điểm nữa mà không thể không nhắc đến trên một chiếc xe tải, đó chính là cái khung gầm của xe. Khung gầm của xe này được làm bằng tôn thép và được mạ không gỉ, kết hợp với là được sơn lót tất cả những cái khu vực mà ghép nối. Bởi vì chúng ta đi xe tải, chúng ta thường xuyên phải trải qua những cái khu vực mà nó bẩn, rồi nó dễ gỉ sét, thậm chí là nước biển, thậm chí là đất đỏ, là những cái khu vực, những cái môi trường rất dễ bị gỉ. Thì những cái lớp bảo vệ như thế nó sẽ chống được cái ăn mòn và gỉ sét ở khung gầm, nó sẽ tăng tuổi thọ lên, cực kỳ quan trọng nhá. Nếu như không có cái đó mà gầm mà hoen gỉ thì xe sẽ xuống cấp. Còn nếu nó giữ được cái đó thì xe nó sẽ bền, và bền thì tiết kiệm, giữ giá, vân vân và vân vân. Đấy là một cái điểm rất hay. Khi mà ngồi ở gần khung gầm thì tôi lại nhìn sang bên phía bên này, các bạn sẽ thấy là cái cổ hút gió nó được đặt rất cao, và thậm chí là cách đây, nó lên đến đây, cái cửa hút gió nó đặt ở đây. Đến đây là khoảng bao nhiêu phân? Rất cao đấy. Tôi nghĩ là cái khu vực mà để mà lội nước thì nó cũng phải lên đến từng này, lội nước an toàn. Như vậy là chúng ta sẽ đi được qua những cái điều kiện môi trường khó khăn hơn một chút đối với chiếc xe tải kiểu như thế này. Suzuki Super Carry Pro phiên bản mới cũng nhận được nhiều cải tiến đáng chú ý về mặt cơ khí. Gầm xe được làm từ tôn thép mạ kẽm, giúp chống lại rỉ sét và ăn mòn. Thêm vào đó, phần dưới khung xe được hàn kín và phủ lớp lót ở các khớp, càng nâng cao độ bền của chiếc xe tải của Suzuki. Hệ thống xả được làm từ thép không gỉ giúp bộ phận này chịu được nhiều chu kỳ nhiệt hơn. Nhờ việc lựa chọn vật liệu gia công phù hợp, chiếc Super Carry Pro có thể thoải mái vận hành ở những môi trường khắc nghiệt nhất. Để tìm hiểu về động cơ thì sẽ không giống như những chiếc xe sedan mà tôi từng giới thiệu là đặt dưới nắp capo, mà chúng ta sẽ lật cái ghế lái lên.
Và trên chiếc Super Carry Pro mới này được trang bị động cơ hoàn toàn mới 1.5 với 4 xi lanh và công suất là 95 mã lực đạt tại vòng tour là 5.000 và mô men xoắn là 135 Nm đạt tại vòng tour là 4.400 vòng phút. Thì đây là một cái động cơ mới với thông tin nhà sản xuất công bố là nó sẽ mạnh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Lát nữa chúng ta sẽ thử chạy thử xem nó có êm ái và nó có tiết kiệm thật hay không. Suzuki Super Carry Pro 2020 sử dụng động cơ xăng 1.5 lít nạp khí tự nhiên có tên mã K15B. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 95 mã lực tại 5.600 vòng trên phút và lực mô men xoắn cực đại 135 Nm tại 4.400 vòng trên phút. Theo Suzuki, động cơ này tiết kiệm hơn so với đời trước khoảng 15% và trong quá trình sử dụng thực tế. Với cái kiểu thiết kế bố trí mới kiểu như thế này thì chiếc Suzuki Super Carry Pro có một cái khoang không gian rất là rộng, thậm chí là nếu như tôi mệt mỏi tôi có thể nằm ngả ra ngủ một giấc cũng được, bởi vì lúc này phanh tay đã nằm hẳn thành một mặt phẳng và cái cần số đã được đặt lên đây thay vì đặt ở đây, rất tiết kiệm diện tích, rất thông minh đó. Các bạn thấy nó rộng rãi chưa? Chiếc xe còn được trang bị điều hòa tử tế nhá, này cửa gió hai bên kia và hai bên này giúp làm mát cực kỳ nhanh, và thậm chí vào mùa đông nó còn có điều hòa nóng, có nghĩa là điều hòa hai chiều. Một cái điều mà chúng ta phải dành một điểm cộng cho chiếc xe này, bởi nó đã quan tâm nhiều đến người lái và thậm chí là người ngồi bên cạnh, phải không ạ? Chúng ta có thêm cái đầu Pioneer ở đây giúp giải trí tốt hơn, đơn giản, đúng không? Tất cả những cái vật liệu ở trên xe thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy một cái chất liệu nhựa cứng và nhựa mềm kết hợp với nhau. Thì những cái vật liệu này để nói từ gì là hợp lý nhất nhỉ? Có lẽ vẫn như thường lệ tôi sẽ dùng từ là dùng mãi không hỏng, bởi vì bây giờ mà để mà hỏng được cái nhựa này tôi nghĩ chắc cũng phải chục năm, hơn chục năm nó mới hỏng được. Các bạn đã từng sử dụng chiếc xe kiểu như thế này hãy comment để chúng ta trao đổi thêm về cái độ bền của cái vật liệu kiểu như thế này. Và cái xe này thì nó không đem đến cái kiểu nó tinh tế hay là gì, nhưng mà nó sẽ ưu tiên về độ bền bỉ. Đấy, chúng ta nhìn cái vật liệu kiểu như này này, điều hòa thì cơ vặn rất bền luôn. Bây giờ mà cứ vặn như thế này từ bây giờ cho đến 10 năm nữa thì nó cũng không thể hỏng được. Đấy. Khoang cabin dành cho hai người của Super Carry Pro 2020 cũng nhận được những cải tiến đáng kể. Hai ghế ngồi rộng rãi, thoải mái hơn với khoảng đặt vai tăng 89mm, ghế lái có thể trượt lên xuống 105mm, giúp tài xế có thể dễ dàng tìm một vị trí ngồi thoải mái. Một thay đổi đáng chú ý khác là cần số đã được đẩy lên bảng táp lô thay vì để dưới sàn xe như phiên bản trước. Cần phanh tay cũng có thiết kế ngắn hơn để hạn chế tình trạng va đập không mong muốn khi di chuyển đồ đạc trong xe. Xe được trang bị hệ thống trợ lực vô lăng điện cho thao tác nhẹ nhàng và êm ái hơn. Suzuki bố trí rất nhiều hộp chứa đồ trong khoang cabin của Super Carry Pro được đặt ở những vị trí thuận tiện nhất. Xe được trang bị hệ thống loa tiêu chuẩn với các kết nối AM, FM, USB. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa hai chiều giúp hành khách trong xe thoải mái trên những hành trình dài. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chiếc xe này xem như thế nào. Trước tiên tôi sẽ chỉnh ghế tiến lùi để cho nó vừa với cái chiều cao của tôi đó. Thêm một cái thuận tiện của cái xe này là ghế có thể tiến lùi được. Tiện chưa? Cứ như là xe sedan bình thường ấy nhỉ. Rồi. Vào số nhả phanh. Động cơ có 95 mã mà cái số 1 nó bốc lạ. Có nghĩa là tôi chỉ nhả ra thôi là nó đã chạy một cách rất là mạnh mẽ, đề pa rất mạnh mẽ rồi. Khỏe như máy dầu luôn ấy. Được của nó. Được của nó đấy các bạn ạ. Ui, vừa đi qua gờ giảm tốc, công nhận cái hệ thống treo mới nó êm hơn. Êm hơn thật nha các bạn, làm ơn đến đại lý của Suzuki để thử giúp tôi, không lại bảo là tôi khen quá lời. Tôi đã chạy cái con Super Carry đời trước và một số những cái con xe tải nhỏ của này quá nhiều rồi.
Ngày xưa tôi làm công nhân cũng bốc vác nhiều, lái xe tải nhiều rồi. Thì nó êm thật, không ngờ đấy, cái chiếc xe này nó cải thiện quá tốt luôn. Còn một điều nữa mà tôi cũng bất ngờ, đáng lẽ ra là không cần thiết, nhưng mà không ngờ cái xe này nó lại được trang bị, đấy là cái vô lăng trợ lực điện các bạn ạ. Nó nhẹ ơi là nhẹ này. Này, hai ngón này, vô lăng trợ lực điện luôn, nhẹ tênh luôn. Ồ, ê mày hay. Ui, khỏe lắm phết đấy, đừng đùa. Máy êm các bạn ạ. Máy đặt ngay dưới mông tôi này, mà tôi không hề cảm thấy cái độ rung. Nó mượt và tiếng gầm của động cơ tôi cũng không nghe thấy. Đây, đi thật nhanh qua cửa tổng tốc nhá. Rồi, hợp lý. Quá gọn gàng luôn, cái hệ thống treo như này nó không quá bị bùng nhùng. Cái giảm xóc này phải nói là cao cấp đấy, không phải vừa đâu. Lái trong thành phố con này thì quá ngon. Nếu mà để vận tải những cái cung ngắn thì chiếc Super Carry Pro này tôi nghĩ là quá chuẩn luôn. Nó lại là thương hiệu của Nhật, động cơ với khung gầm thì chúng ta không cần bàn nữa, sẽ cực kỳ bền bỉ như những cái gì tôi đã nói đấy. Về khấu hao rồi, ngay cả độ thanh khoản rồi sau này bạn bán lại nữa, cái nó giữ giá nó cũng là một cái hay khi mà bạn chọn một chiếc xe của Nhật. Muốn tội còi to quá. Còi hơi to. Vừa rồi rất đông cho nên là tôi bấm còi. Không sao, còi to cũng là cái hay. Cũng có thể có nhiều người sẽ cho đó là không hay. Tùy từng trường hợp. Cũng lâu rồi không chạy xe côn. Nhưng mà cái chân côn của con xe tải này như một con sedan mới vậy. Nó rất mượt mà luôn. Tóm lại là lái con xe tải này tôi không có cảm giác gì là xe tải cả. Cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, trợ lực điện, bán kính quay đầu cực kỳ nhỏ như một chiếc xe sedan cỡ nhỏ luôn. Côn số mượt mà. Tầm nhìn thì bao quát mênh mông vì nó cao mà. Nó rất cao luôn. Ôi, lại đậu vào còi. Quan sát cực kỳ dễ luôn. Ngồi thoải mái, không bị mỏi. Điều hòa thì mát lạnh luôn. Hợp lý. Quá hợp lý luôn. Gọn gàng như thế này cơ mà, quan sát đằng sau cũng rộng rãi. Đúng là Suzuki nâng cấp chiếc Super Carry Pro này không chỉ cải thiện về mặt gọi là vận hành, không chỉ cải thiện về mặt độ bền, không chỉ cải thiện về hiệu năng chở đồ rộng rãi, mà còn cải thiện rất nhiều về cái độ chiều chuộng cho người lái. Chiếc xe này không coi cái người lái xe tải chỉ là một tài xế lái xe, mà thực sự đây là một chiếc xe mà người lái có thể ngồi được một cách thoải mái, thư giãn mà không bị quá gọi là kiểu làm việc vất vả ấy. Vẫn rất là thư giãn và thoải mái trên chiếc xe này. Đây là một cái điều mà phải cộng thêm vài điểm. Bởi vì người ngồi ở trên xe bây giờ có thể nghe nhạc, lưng tựa thoải mái, co ra co vào, thậm chí nằm ngủ, điều hòa mát rượi. Tôi nghĩ rằng tài xế xe tải khi mà lái chiếc xe này sẽ thực sự là cảm thấy mình được nâng niu chiều chuộng hơn rất nhiều. Đây là cái điều rất hay của chiếc Super Carry Pro mới. Thực sự là hay. Tôi nghĩ rằng với chiếc Suzuki Super Carry Pro đời mới này thì phân khúc xe tải cỡ nhỏ sẽ thực sự là rất sôi động đây. Bởi vì nó là một chiếc xe bây giờ tôi nghĩ đang là dẫn đầu trong cái phân khúc của mình về những cái trang bị cũng như là vận hành. Thực sự là quá tốt. Với những cái doanh nghiệp mà kinh doanh vận tải chở hàng, hoặc là những cái doanh nghiệp nhỏ kinh doanh những cái mặt hàng đồ gia dụng hay gì đó mà cần một chiếc xe có thể vận chuyển
đến những cái đại lý của mình thì chiếc xe này tôi nghĩ rằng quá hợp. Nhất là khi mà bạn di chuyển nhiều ở trong những cái khu vực ngắn và đường nhỏ nội đô thì Super Carry Pro nó là tối ưu tuyệt đối luôn, tối ưu tuyệt đối luôn. Ai lại có một cái bán kính vòng tròn quay đầu ngang với một chiếc xe sedan cỡ nhỏ, quá ưu việt luôn còn gì nữa, mà lại chở đến gần 1 tấn. Các bạn thấy chiếc xe Super Carry Pro đời mới này như thế nào? Hãy comment ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm về những dòng xe tải cỡ nhỏ. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Chúng tôi sẽ còn thêm nhiều bài chi tiết về những chiếc xe tải nữa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! Như vậy, Suzuki Super Carry Pro 2020 sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá với giá bán chỉ từ 299,5 triệu đồng. Chiếc xe là sự lựa chọn hoàn hảo cho chủ doanh nghiệp nhỏ cũng như các công ty vận tải tại Việt Nam.